Xin chào các bạn đến với chương trình Mổ Băng của On Sport. Chúng tôi sẽ nói về những tình huống tấn công rất hay của các cầu thủ Quảng Ninh trước các cầu thủ Viettel. Đây là tình huống các cầu thủ Quảng Ninh đang triển khai tấn công. Chúng ta có thể quan sát các cầu thủ Viettel đang phòng ngự số đông ở khu vực sân nhà nhưng không gây áp lực đối với hậu vệ biên Xuân Hùng bên phía câu lạc bộ Quảng Ninh ở ngoài biên, để cho Xuân Hùng nhận bóng từ đồng đội một cách rất thoải mái và triển khai tấn công. Và sai lầm tiếp theo của hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Viettel đó là vị trí của các trung vệ Viettel có cự ly xa nhau và không có sự bọc lót cho nhau thật tốt. Nghiêm Xuân Tú bên phía câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã phát hiện ra điều này và băng xuống khoảng trống rất nhanh. Nhận đường truyền từ Xuân Hùng, Nghiêm Xuân Tú đá một pha khống chế và dứt điểm rất tốt, hạ gục thủ môn Quảng Thế Tài bên phía câu lạc bộ Viettel. Đây là bàn thắng rất đẹp của Nghiêm Xuân Tú. Đây là một pha phối hợp rất hay của Giang Trần Quách Tân và Hải Huy bên phía câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Vào thời điểm này, hàng phòng ngự của câu lạc bộ Viettel có cự ly xa và không có sự bọc lót cho nhau và để lộ ra khoảng trống. Hải Huy đã có một pha chuyền bóng thông minh cho Giang Trần Quách Tân băng vào khoảng trống đó để khai thác. Nhận bóng từ Hải Huy, Giang Trần Quách Tân đã có một pha dứt điểm rất nhanh nhưng không chiến thắng được thủ môn Quảng Thế Tài bên phía câu lạc bộ Viettel. Tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Than Quảng Ninh. Khi các cầu thủ Than Quảng Ninh triển khai tấn công, chúng ta có thể quan sát hàng phòng ngự của câu lạc bộ Viettel vào thời điểm này là khá đông nhưng họ không có sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ để cho Hải Huy thoải mái dẫn bóng vào khu vực trung lộ bên phía câu lạc bộ Viettel. Việc bọc lót không tốt giữa trung vệ và hậu vệ biên bên phía câu lạc bộ Viettel đã tạo ra khoảng trống để cho Giang Trần Quách Tân băng lên rất nhanh, nhận được chuyền thuận lợi từ Hải Huy. Giang Trần Quách Tân đã vượt qua thủ môn Quảng Thế Tài nhưng pha dứt điểm của anh đã không chiến thắng được cột dọc trong tình huống này. Được chuyền rất tốt của Hải Huy cho Giang Trần Quách Tân nhưng rất tiếc cho Giang Trần Quách Tân đã không ghi được bàn thắng.